Trước thông tin về quy định cách ly người về quê nghỉ Tết ở các địa phương, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã phải thay đổi phương án sản xuất, tạo điều kiện cho những công nhân xin nghỉ Tết sớm để họ có điều kiện đủ thời gian cách ly và ăn Tết cùng với gia đình. Theo các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, công nhân xin nghỉ Tết sớm chủ yếu quê ở các tỉnh phía Bắc. Do các địa phương yêu cầu điều kiện cách ly y tế đối với người về quê đón Tết nên những công nhân này đã phải xin về sớm hơn 2 tuần để có đủ thời gian cách ly. Gần một tháng qua, một số tỉnh đã ban hành quy định phòng dịch mỗi nơi một kiểu. Hầu hết địa phương yêu cầu người từ nơi cấp độ dịch ở mức 3, mức 4 sẽ phải cách ly tại nhà trong vòng 7 ngày, các vùng còn lại tự theo dõi sức khỏe 7 ngày, khai báo y tế. Cấp tỉnh là vậy, song nhiều nơi chính quyền xã vẫn yêu cầu cách ly 7 ngày với người về quê không phân biệt vùng xanh hay là vùng đỏ. Bình thường thì thời điểm này các nhà vườn trồng rau ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tập trung sản xuất phục vụ Tết. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, giá các loại rau giảm khá mạnh, đầu ra cũng khó khăn, nên là các nhà vườn ngày càng phải giảm diện tích trồng rau trong vụ Tết. Dù tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuyển sang giai đoạn phục hồi sau dịch cách đây 2 tháng, thế nhưng giá rau củ quả trên địa bàn vẫn giảm mạnh, trong khi giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật lại không ngừng tăng. Vì vậy, vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thay vì mở rộng diện tích, thì nhiều nhà vườn trồng rau thu hẹp quy mô, thậm chí đã có những nông hộ không sản xuất vụ Tết. Năm ngoái là cũng dịch rồi là cũng ít người ta trồng, năm nay là người ta bỏ. Chỉ được 1-2 người ta trồng. Nhà tôi là không trồng vì là nó dịch, sợ không bán đi được. Cái rau Tết mỗi năm là thường thường ở đây người ta hay trồng như súp lơ, su hào, nhưng mà năm nay vì do dịch bệnh cái nguồn mà để mình bán nó khó khăn. Là người ta hạn chế lại. Cái thứ nhất, cái thứ hai là phân bón rồi cái gì nó cũng tăng hết. Rồi người tiêu dùng lại là càng ngày càng thưa, ít có ai mấy lắm. Mình thử ra người ta hạn chế lại. Làm đây tới hôm mấy nè, là ngưng. Ngưng là có thể là mình xuống đồi vừa qua Tết, chứ trong Tết là chỉ trồng được rau thơm, quế hay là ngò vậy thôi. Cũng ít thôi chứ không có sản xuất nhiều như mọi năm. Theo các hộ trồng rau, giá rau xanh các loại thời điểm cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 giảm mạnh. Như súp lơ giảm 10.000 đồng 1 kg, cải xanh, cải ngọt giảm 6.000 đồng 1 kg, hành lá giảm 3.000 đồng 1 kg, rau muống giảm 2.000 đồng một bó so với cùng kỳ. Với rau cần tây, không có thương lái thu mua nên một nhà vườn đành nhổ bỏ. Phân nó thì nó lên gần gấp đôi luôn đó em ạ. Mà rau thì cứ bỏ mối chỉ được có 8.000 thôi, bán 10.000, bỏ 10.000 là không ai lấy cả. Dịch bệnh này ai làm ra tiền đâu mà bán tăng giá lên, ai mà chẳng mong tăng giá nhưng mà tăng giờ không có tiêu thụ được. Thông thường, diện tích rau vụ Tết tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 1.000 hectare. Tuy nhiên năm nay, diện tích này giảm 20%, xuống chỉ còn khoảng 800 hectare. Diện tích giảm nên sản lượng rau vụ Tết cũng giảm theo, ước tính khoảng 1.200 tấn. Thưa quý vị, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, hai huyện vùng xanh nguy cơ thấp của Hà Nội là Phúc Thọ và Phú Xuyên cũng đã chuyển thành vùng vàng nguy cơ trung bình, dịch cấp độ 2. Như vậy là thành phố Hà Nội không còn một quận huyện nào là vùng xanh nữa. Kết quả đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn Hà Nội cho thấy là có 7 quận huyện ở mức độ 3, tức màu cam nguy cơ cao, giảm 1 đơn vị so với tuần trước. Đó là các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và huyện Gia Lâm. Thành phố vẫn ở cấp độ 2 là nguy cơ trung bình màu vàng. Số quận huyện và xã phường ở cấp độ 2 đều tăng lần lượt là 23 quận huyện và 367 xã phường. Nhiều ngày qua, số ca mắc mới ở thủ đô Hà Nội tiệm cận 3.000 ca mỗi ngày và phân bổ ở tất cả 30 quận huyện. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh bước đầu được kiểm soát, thành phố Hồ Chí Minh quyết định sẽ ngưng hoạt động các bệnh viện dã chiến số 3, số 5, số 10 và Củ Chi kể từ ngày 19 tháng 1 sắp tới. Theo đó, khi bệnh viện dã chiến ngưng hoạt động, người bệnh đang được điều trị tại những nơi này được xuất viện nếu đủ điều kiện. Người cần tiếp tục điều trị sẽ chuyển đến các bệnh viện điều trị COVID-19 khác. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, số bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến thành phố chiếm từ 10 đến 30% công suất giường. Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến chủng Omicron có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh trở lại. Thành phố luôn trong trạng thái sẵn sàng để ứng phó khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Các bệnh viện dã chiến vẫn duy trì hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán, tùy tình hình người bệnh thực tế, tổ chức nhân viên y tế trực luân phiên cho đến ngày 15 tháng 2.
Theo quy định, các phương tiện kinh doanh vận tải sẽ phải đổi sang biển số màu vàng trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động vận tải gặp nhiều khó khăn đã khiến cho các doanh nghiệp chưa thể đi đổi biển số. Hiện ở tỉnh Phú Yên đang hỗ trợ đơn giản hóa các thủ tục để doanh nghiệp vận tải có thể hoàn thành đổi biển số. Những ngày đầu tháng 1 năm 2022, nhiều hộ kinh doanh vận tải tiếp tục đến liên hệ để nhận biển số xe màu vàng theo quy định. Các thủ tục cấp đổi biển số diễn ra thuận lợi, không để doanh nghiệp phải chờ đợi. Hiện chờ 3-4 ngày, rồi mình cầm thẻ bằng số như vậy, cầm vô lấy. Cũng vô đây đi nhận rồi. Nhận bằng số vàng rồi. Năm 2021, lực lượng cảnh sát giao thông Phú Yên đã tiến hành đổi biển, cấp lại đăng ký cho hơn 2.000 xe ô tô các loại, trong đó xe đang hoạt động kinh doanh vận tải chiếm tỷ lệ 80%. Các tổ chức, cá nhân khi đi đổi biển số chỉ cần xuất trình giấy tờ liên quan đến phương tiện, điền thông tin và tờ khai theo mẫu. Thời gian hoàn thiện hồ sơ lấy biển số tối đa không quá 5 ngày làm việc. Công an người ta cũng dỡ với mình hơn. Nói chung là người ta làm sao mình làm bản cho em xe tư nhân mà cũng đau biết xe đâu vậy. Thủ tục nói chung thì rất là nhanh gọn chị ạ. Thì theo thống kê mà đối chiếu với số liệu bên Sở Giao thông Vận tải cung cấp thực tế, thì đã trên 80% là tổ chức cá nhân thực hiện cái việc chuyển đổi này. Thì cái việc chuyển đổi này thì đối với tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh vận tải thì chấp hành rất là nghiêm. Nhất là cái thời điểm mà tháng 12, 2021 thì lượng biển vàng đến phòng cảnh sát giao thông chuyển đổi rất là nhiều. Giám đốc công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh kiểm tra phát hiện các cái phương tiện mà hoạt động kinh doanh vận tải mà không thực hiện chuyển đổi biển số vàng thì xử lý nghiêm theo thông tư, theo cái nghị định 100 của chính phủ về thực hiện không chuyển đổi biển số. Ngoài việc đổi biển trắng sang vàng cho các phương tiện kinh doanh vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông Phú Yên cũng tạo thuận lợi để những xe không kinh doanh vận tải giữ nguyên biển số xe màu trắng, không đổi giấy chứng nhận đăng ký xe. Sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động do dịch bệnh COVID-19, hiện các tuyến vận tải khách ở tỉnh Hà Tĩnh đã được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, tình trạng vắng khách cộng với giá xăng dầu tăng đang khiến cho các doanh nghiệp này gặp nhiều khó khăn, kinh doanh thua lỗ. Chạy tuyến thành phố Hà Tĩnh, thành phố Vinh, nhưng suốt chặng đường, xe buýt này chỉ có 3 hành khách. Tiền vé bán ra đạt 100.000 đồng, trong khi doanh nghiệp phải bỏ ra hơn 200.000 đồng tiền dầu, chưa tính tiền cầu phà, tiền lương cho lái và phụ xe và phí hao mòn phương tiện. Một lượt như thế này thì chúng tôi phải bùi chi phí lô khoảng 200.000 tiền chi phí một lượt. Công ty cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh có khoảng 100 đầu xe, chạy 5 tuyến xe buýt nội tỉnh và một tuyến liên tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An. Dù chỉ vận hành 50% tổng số phương tiện, nhưng ước tính mỗi tháng doanh nghiệp phải bù lỗ khoảng 300 triệu đồng. Thời điểm hiện tại thì lượng khách mà tham gia ở trên cả cái tuyến xe buýt chỉ được 2 đến 30%. Thì rõ ràng rằng thì trong lúc đó cái vận tải khi xây dựng thì đề án rõ ràng phải đảm bảo được 70% rồi lên mới gọi là đảm bảo khỏi thua lỗ. Bây giờ 20% thì đương nhiên doanh nghiệp phải bù lỗ. Và doanh nghiệp phải bù lỗ thì rõ ràng rằng kéo dài như thế này thì doanh nghiệp nào cũng khó khăn. Hà Tĩnh hiện có 40 doanh nghiệp vận tải hành khách với 304 phương tiện. Dù đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhưng tâm lý e ngại của người dân khiến số lượng khách chỉ đạt 20-30%. Cộng thêm giá xăng dầu tăng cao, khiến các doanh nghiệp rơi vào cảnh càng ngày càng lỗ. Hiện tại thì công ty vẫn đang thực hiện một số biện pháp để cắt giảm chi phí, là cắt giảm lương nhân công, cắt giảm số lượng người lao động tạm nghỉ, tạm hoãn hợp đồng để giảm thiểu một số chi phí không cần thiết. Để hỗ trợ doanh nghiệp thì Sở Giao thông Vận tải đã có nhiều cái văn bản kiến nghị các cấp, ví dụ như là kiến nghị về cái giảm cái phí lệ phí về giao thông đường bộ, cũng như hỗ trợ về các cái thanh toán kinh phí khi mà điều động phòng chống dịch. Cũng theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh, nếu tình hình này tiếp tục kéo dài và doanh nghiệp không tiếp cận được các gói vay ưu đãi được giãn nợ thì rất có thể nhiều đơn vị vận tải hành khách phải dừng hoạt động.